áo cụt một chân một tay, nhưng còn lại một tay viết thư giùm cho thằng mù hai mắt. Nghe nói ở xứ người chúng mày cày như trâu, nhưng không quên đồng đội chia đô la cho chúng tao, chia đô la như ngày nào chia máu. Tao cũng xét cho mấy thằng bạn kẻ thù xưa phê bình Việt Cộng, chúng cũng đuổi mù sức mẹ như nhau. Bởi đáng thương bây giờ là lũ đầu trâu. Có điều tao không thể hiểu, đã bao năm nơi chốn quê người, liệu chúng mày có thể hòa hợp được không với lũ ruồi kên kên hổ bao? Những con thú cực kỳ giàu có, những con thú mang thẻ đỏ tim đen, những con thú nợ nha sợ tàu với quan thầy cũng tận tình quay về đàn áp dân đen, bịt miệng cha đóng đinh chúa trói phật nhổ trừ. Chúng tao lết lê trên thành phố, trên thành phố mang tên cao hồ, nên biết rõ từng tên đại ác, nên biết rõ từng tên đại ác. Trên bàn tiệc máu xương dân tộc, nhà hàng nào chúng cũng ăn nhậu, bé gái nào cũng vì chúng mua trinh. Hãy gửi tiền cho những nhà tu để họ lo mở cửa nhà tu, còn chúng tao thân là chiến sĩ, hãy gửi cho chúng tao vũ khí. Thằng cụt tay sẽ chỉ cho những tên mù mắt bấm cò, thằng còn chân sẽ cõng thằng què quặt. Cuộc chiến sau cùng này, cuộc chiến sau cùng này chẳng có.